khi mình quay trở về nữa, mình ước rằng là Covid mà hết á, mình muốn gặp tất cả mọi người, mình muốn ôm tất cả mọi người, mình muốn cười với tất cả mọi người, và mình muốn làm việc chung với thật là nhiều người hơn, thay vì chỉ có một mình thôi. Và mình cảm thấy rằng là trong cái kinh nghiệm của mình trong suốt bao nhiêu năm ca hát, mình cũng có nhiều thứ để muốn chia sẻ cùng với các bạn bạn trẻ. Cho nên là cái music, cái idea đầu tiên nó ra đời là như vậy. Dạ vâng, một tràng vỗ tay trước mắt như thế về cái từ khóa music trong dự án lần này. Thứ hai nữa là em thấy cái poster có rất là đông tất cả những nghệ sĩ Việt Nam. Có nhiều những cái nhóm đối tượng, ví dụ ca sĩ chắc chắn phải có rồi chị ha. Thứ nhất, thứ hai nữa là anh Trấn Thành là nghệ sĩ, là MC, là rồi còn nhiều band ở trên nữa. Thì không biết là mình có thể giới thiệu đến mọi người tại sao lại là 15 con người này đầu tiên trong cái dự án thứ nhất của chị. Điều đầu tiên á, thứ nhất rằng là khi mà mình ngỏ lời mình mời á, là các bạn nhận lời ngay. Đây là một cái sự may mắn và hãnh diện của mình rất là lớn trong sự nghiệp ca hát của mình. Mình tự hào về điều này. Giờ mình mới thấy rằng là wow, sao mình được yêu mến như vậy. Chính vì như thế rằng là đây cũng như là một cái món quà, mỗi một nhân vật đến với chương trình của mình, cái bài hát của mình dành cho họ. Mình cũng muốn rằng là họ cũng phải vui và họ cảm thấy thoải mái. Nhưng cái điều đầu tiên á, những nhân vật này á, nếu mà các bạn nhìn vào á, thì cái đặc điểm chung của họ đó chính là sao? Tất cả mọi người ai cũng cá tính mạnh hết, và ai cũng đều có một cái signature, một cái đặc trưng rất là riêng và một cái câu chuyện rất riêng của họ trong sự nghiệp ca hát cũng như là trong giọng hát của mình. Dạ vâng, và để xem họ cá tính như thế nào, chúng tôi cũng có một đoạn video clip để chuẩn bị hình ảnh này cho tất cả mọi người. Xin mời mọi người, chúng ta sẽ hướng về màn hình mọi người ha. Và qua những cái cơn đại nạn của thế giới thì mình mới thấy rằng là mình cười với nhau, mình gắn kết với nhau, mình nói chuyện và một cái ôm, cái hôn, ủng hộ tinh thần nhau, nó rất là quý, nó quý hơn rất nhiều thứ trên đời này. Và những đó là những cái điều mà nó sẽ không bao giờ mất đi, nó ở lại trong trái tim của tất cả chúng ta. Chính vì như vậy á, một ngôi sao là chúng ta, thật ra chúng ta không bao giờ cô đơn cả. Chúng ta đứng trên sân khấu hát chỉ cần nói một tiếng thôi rằng là mọi người ơi, giơ những cánh tay hoặc là hãy cùng say yes với mình nhé, bao nhiêu người ủng hộ với mình, đúng không? Cho nên rằng là chúng ta là những người nghệ sĩ thật sự rằng là may mắn, là những người được yêu thương rất là nhiều. Chúng ta không có cô đơn. Dạ, vì lý do đó thì có music lần này và có nhiều tiếng cười, nhiều sự chia sẻ hơn. Em sẽ thêm câu hỏi dành cho chị Thu Minh, tại vì thật sự ra mọi người đã xem trailer rồi, biết được nghệ sĩ khách mời là ai rồi. Nhưng mà cái format lần này của mình như thế nào chị? Tại vì em thấy là chị dạo này bắt trend dữ lắm nha. Ở trên TikTok của chị cũng trend đúng không? Đấy, rồi đặc biệt hơn là em xem cái đoạn trailer vừa rồi thì em cảm giác như là chị cũng đang bắt trend toàn cầu, bắt trend thế giới luôn. Phải không? Phải không? Phải không? Em ghê quá hả? Sao vậy? Em muốn nói gì vậy? Dạ, tại vì em có phốt chị à? em theo dõi rất là nhiều những cái tư duy sáng tạo mới ở trên toàn thế giới, tất cả những cái show khác, thì em thấy đâu đó nó có một vài những cái nội dung mang cái cảm hứng của Kelly Clarkson show hay là Jennifer Hudson cũng đã từng làm những cái show riêng này của mình. Thế không biết đây có phải là một cái cảm hứng dành cho chị, hay là chị đang cùng với thế giới tạo nên những cái trend, đặc biệt là ở Việt Nam chị là người đầu tiên. Bây giờ nói thẳng hay là nói nói thiệt? Thẳng đi. Nói thẳng đúng không? Ừ, tôi bắt trend đó. Yeah. Rồi sao? Nói đùa, nhưng mà là nói thiệt. Thật sự, quay trở lại Covid. Mình ở nhà, không có việc gì làm. Coi thì mới thấy rằng là rõ ràng trên thế giới và những ngôi sao hàng đầu của các âm nhạc của Mỹ, những vocalist, họ có những cái show riêng của họ nói về âm nhạc, nói về đời sống của những người nghệ sĩ. Thì đúng như em nói đó, chủ show ví dụ như là Kelly Clarkson or Jennifer Hudson, right? Yeah, Jennifer Hudson. Thì mình có một cái nguồn cảm hứng từ những con người này, và mình thấy rằng là tại sao ở Việt Nam mình cũng nên có một cái show như vậy. Và với cái kinh nghiệm như là mình nói đã nhiều năm và thật sự là mình muốn chia sẻ, thì cái điều này nó âm ỉ trong mình, và
mình muốn làm. Tuy nhiên, đây là cái nguồn cảm hứng để cho mình làm cái show này thôi. Nhưng còn thật sự thì cái format nó khác hẳn. Hai nàng kia là hai nàng tự làm show, hai nàng hát. Còn mình friendly lắm, mình làm show mình mời các bạn đến hát với mình. Đó, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, đúng không? Hai kết nối hai thế hệ, một sự giao thoa, một sự kết nối hai thế hệ. Kết nối ở đây kết nối từ kinh nghiệm, từ những cái ngày kinh nghiệm để mà có nhà đi hát như thế nào, tôi luyện bản thân mình ra sao này, rồi đến cái đời sống tinh thần là mình sẽ đối diện với những cái tác động để mà ảnh hưởng tới tâm tư tình cảm của mình, và mình cách mình cư xử, mình đối diện với những người đó, những cái điều đó là như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là thật ra những bạn nghệ sĩ, ca sĩ ngồi nói chuyện ở một talk show, các bạn sẽ có một chút gì đó e dè. Tại vì suy ta là một người thôi, mình mà có gặp ngồi mình làm talk show, mình nói chuyện interview, hỏi mình chưa chắc mình đã nói hết tất cả mọi thứ. Bởi vì sao? Cái đó nó có một cái sự gì đó, nó là một cái rào cản hoặc là một cái sự giữ hình ảnh ít nhiều của một người nghệ sĩ, ca sĩ. Nhưng nếu cái người host đó là một người chị, một người bạn, một người đồng nghiệp, và cái câu chuyện họ chia sẻ ra cùng với mình nó cũng giống như mình, vậy thì hai trái tim nó sẽ mở ra và sẽ có nhiều chuyện hơn để nói, đúng không ạ? Yeah. Bỏ một cái chiếc rèm che trong suốt rất là nhiều năm và tạo dựng cho mình một cái hình ảnh và mình nghĩ đó là một cái hình ảnh mà mình nên là như thế, mình nên là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì đối với em rồi chị ơi, em bỏ nó xương, em buông. Yes, em buông cái rồi chị. Và thật sự mọi người thắc mắc rất là nhiều, mình nói có giỏi đâu, em có em ngồi làm giám khảo hay là làm coach từ đó tới giờ rằng là mọi người cũng có nhiều những cái quan điểm trái chiều lắm. Em chỉ giỏi coach thôi chứ em nói không có hay. Nhưng cái thế mạnh của em trong chương trình này đó chính là sao? Là thật. Thì khi mà em thật, em sẽ mở được những cánh cửa trái tim và cái sự thật, cái sự chân thành từ cái người bạn nói chuyện cùng với em. Yes. Và em cũng là một người nghệ sĩ, ca sĩ, và những điều mà em đã trải qua và em vẫn sẽ phải đối mặt cũng giống như các bạn thôi. Chính vì như thế, em là một người host mà em nghĩ rằng là dù có dở đi chăng nữa nhưng mà nó thật. Và trong thời điểm này, em nghĩ rằng là thật có khi nó là điều giá trị nhất mà chúng ta cần phải có. Dạ vâng. Chấm đúng không? 4 chấm tôi gọi là gì? 4.5. 4.5. Tức là thời đại này là thời đại gì rồi mà nàng thơ là phải cứ e lệ rồi coi như là dịu dàng em. Dạ thì em cũng muốn hỏi là tức là đã có một cái cột mốc hay là có một cái điều gì mà khiến cho chị thay đổi suy nghĩ rất là mạnh, để khiến cho chị thay đổi từ có sự thay đổi rất là mạnh về cái hình tượng và kể cái việc mà định danh của mình như thế? Thật ra cái này chia sẻ với mọi người luôn, nói tóm lại cũng một câu, đó chính là trở thành một người mẹ. Một người mẹ là chưa bao giờ mình phải nhún nhường, mình phải patient là cái gì nhỉ? Kiên nhẫn. Yes, mình phải kiên nhẫn, mình phải chịu nhục. Cái điều này thật ra chịu nhục đó, tại vì sao? Đưa con mà đi chơi nó không thích, cứ nằm về ra trước cổng, coi như là xung quanh mòn, nó dẫy đành đạch, rồi nó khóc, nó lung tung, ai nhìn mình ấy, mình cũng cảm thấy là hiểu không? Mình mắc cỡ đúng không? Nhưng mà những cái đó mình đều trải qua. Và bản chất nữa là mình muốn đồng hành với con của mình. Con mình mới có 8 tuổi thôi. Chính vì như vậy mình không muốn rằng là mình trở thành một cái người mẹ xa vời, xa cách. Mình muốn là một người bạn của con mình. Mà nếu mà mình muốn mình trở thành bạn của con mình á, không sao cưng, chị ok, chị ổn, thì mình phải làm bạn với những người em của mình trước đã. Mình nghĩ đơn giản vậy thôi. Em vài lòng chưa? Câu thứ hai thì
trong số những cái dàn khách mời thì em thấy có rất là nhiều những giọng ca nổi tiếng, ví dụ như là chị Chanh rồi chị Thảo Trang, cả những nghệ sĩ trẻ. Và em cũng hơi thắc mắc là vì sao lại là anh Trấn Thành, bởi vì anh Trấn Thành thì đó giờ thì cũng gây cũng khá là nhiều những cái luồng ý kiến, hai luồng ý kiến về giọng hát của mình. Thì với tư cách là một người chị và một cái người mà đã trực tiếp hát anh Trấn Thành thì chị nhận xét như thế nào về giọng hát anh Trấn Thành ạ? Điều này xin được trả lời em rằng là hãy đợi đấy. Chúng ta xem tập của Trấn Thành và chúng ta sẽ có cái sự nhận định của riêng mình. Còn thì đối với mình, khi mình mời Trấn Thành chắc chắn phải có lý do mới mời. Đúng không? Vậy thì đã là một người chị chơi cùng với Thành hoặc là một đồng nghiệp mến mộ tài năng của nhau, Thành là một nghệ sĩ tài năng. Mình chưa nói tới, mọi người cứ vỗ tay ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì mình chưa nói tới cái vấn đề ca hát của Trấn Thành. Mình chỉ nói là vấn đề là đây là một người nghệ sĩ tài năng thôi. Còn thì khi mà Trấn Thành làm việc cùng với mình và chúng tôi cùng tạo ra một cái sản phẩm âm nhạc như thế nào, và chúng tôi nói chuyện để chia sẻ về cái điều này như thế nào, thì hãy cùng xem tập của Trấn Thành. Câu cuối cùng em cũng muốn hỏi chị Minh là trong cái show và cũng từ đầu đến giờ thì chị cũng có nói khá là nhiều về quản giọng, về việc mà định danh và cái nem khác của người nghệ sĩ và cái giọng hát của mình. Thì chị cũng tức là cũng nhấn mạnh tất cả những cái nghệ sĩ đều cần có cái phần nền tảng về nhạc. Và trong cái khoảng thời gian hiện tại thì cũng xảy ra khá là nhiều những cái luồng ta nói là nếu mà lạm dụng kỹ thuật quá thì sẽ hát không cảm xúc. Và cũng ngược lại là cũng sẽ có những cái trường phái là họ nói là chỉ tập trung vào cảm xúc thôi, còn đừng quan tâm vào kỹ thuật. Thì với chị thì chị quan điểm như thế nào về vấn đề này? Em cảm ơn. Mình quan điểm rằng là không có cái nghề nghiệp nào mà không học, không có nền tảng mà có thể làm tốt cái công việc đó cả. Nó cũng giống như là khi bạn xây một cái căn nhà cho mình vậy. Bạn muốn tạo kiểu gì, bạn muốn làm hoa lá hay sơn kết nó như thế nào, đó là quyền của bạn. Nhưng nếu bạn muốn cái nhà đó chắc chắn thì nó cần phải có một nền móng. Và kỹ thuật thanh nhạc đó là nền móng của giọng hát. Sao nó có vẻ quan trọng và nó rất là dễ xảy ra trong những cái show họp báo vậy em? Hỏi ngược lại giới báo chí rằng là tại sao chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này vậy em? Vì em nghĩ là khán giả sẽ tò mò. Thứ nhất là ngoài quan hệ của chị, thứ hai là để mời được một cái khối lượng nghệ sĩ thế này không phải là dễ. Và tại vì người ta đã nhín thời gian ra thì mình phải có một cái gì đó nó tương xứng với cái công sức người ta bỏ ra. Và cái số tiền luôn luôn là một điều hấp dẫn, câu view dễ dàng. Bây giờ lên đây này hỏi nè, chị trả lương em nhiêu? Đây, không hiểu đâu. Nghe sự thật đi. Thật là thật nhá. Rồi, sự thật. Khi Thảo Trang làm show và mời chị Minh, Trang trả tiền cho chị Minh còn nhiều hơn chị Minh trả tiền cho Thảo Trang. Cho nên chuyện về chuyện tiền bạc bây giờ không là vấn đề nữa. Tại vì nghệ sĩ mà chị xin giấu kín cái xe nha. Không có nói số tiền nào làm gì. Nhưng mà tiền thì đủ trả make up, quần áo là vui rồi. Chứ còn bây giờ ca sĩ, nhất là những người mà chị mời ăn giàu hết rồi. Đúng. Đáng tiếp nói mình giàu đó nha. Ok. Rồi giờ bà hỏi là Chanh. Trả cho taxi bao nhiêu vậy Chanh? Cả nhà có muốn em lên em nói thẳng. Lên rồi. Đầu tiên là đồ chặt. Không, tại vì hết đồ rồi, hồi nãy may bộ đồ khác nó tế gì lắm. Mà tại vì nó rộng quá nên đổi đồ này nó hơi lố xíu. Nhưng không sao, hôm nay ai lố mình hết. Showbiz phải lố xíu trang phục tuyệt vời. Đầu tiên là ca sĩ là ca sĩ không tính với nhau. Đó là nguyên tắc. Bởi vì khi ca sĩ đi làm show, mình không lấy. Mai mốt ca sĩ đó làm show, mình phải hát lại. Nhưng lỗ là ngôi sao lỗ. Bởi vì ca sĩ mùa sau cao hơn ca sĩ trẻ. Thiệt mà, đúng không ạ? Nhưng ở đây không có tính lỗ nữa. Phương Tranh nói tất cả nằm ở chữ lỗ. Tất cả lỗ vì nhau, vì chương trình. Và chương trình làm đẹp cho chương trình và ca sĩ là chỉ lấy bên ngoài thôi. Những event.
những nhà giàu mình sẽ lấy cát xê cao, nhưng mà những chương trình nào mình lấy cát xê tùy theo tình cảm. Cho nên ca sĩ cát xê là tá lả giá, và cái giá của cho xin chế mic thông minh cho lấy cái mic hoài nói không có được, xin chế mic khác. Vỗ tay đi, vỗ tay đi. Và Vân Thanh xin nói hai điều. Cái này là móc cho nó vui thêm đó nha quý vị. Không phải là ca sĩ nữa, họ phải nói chuyện tương tác làm sao mà nó drama một chút xíu, nhưng trong lòng không có xấu, đừng có dựng xấu lên nha. Ok, là ca sĩ hoàn toàn của nghệ sĩ là tình cảm. Tình cảm là cao nhất, không có đồng tiền mua được cái tình cảm đó. Và đó lại là ca sĩ mắc nhất. Và thật ra nó là một cái thâm tình. Cái thâm tình để rằng là Khi mà Thu Minh mời tất cả các bạn đã ở đó và đến cùng với mình, thì khi các bạn cần, give me a ring, I will be there for you. Mình cũng sẽ ở đó cho tất cả các bạn của mình đó. Nhưng mà người lỗ cuối cùng là Thu Minh mời 18 ca sĩ, 18 số, mấy bố hát 15 số rồi. Ừ, bà đưa thông tin lộn, ai báo chí lộn. Nói là lố rồi, cỡ gì nó cũng lố một xíu. Mai mốt Thu Minh sẽ hát trả lại 15 show. Đúng không các bạn, đúng không? Rồi, cái thứ hai, khi mà ca sĩ lớn tuổi, gọi là gạo cội đi, mà nói rằng là chúng em muốn trẻ lại, đừng có tin các bạn ca sĩ trẻ ơi, đừng có tin bọc đằng sau lưng các bạn. Thay vì đi trước sẽ bị lớn tuổi dần, giả bộ đấy, anh cứ hết sự lực lùi ra đằng sau các bạn, làm ca sĩ trẻ là bọc sau lưng các bạn. Rồi một ngày nào đó các bạn quay trở lại, ước quá hà, chúng tôi trẻ hơn các bạn. Các bạn già hơn chúng tôi. Các bạn cái đầu già hơn chúng tôi. Đề phòng khi các ca sĩ gạo cội nói là chúng tôi bây giờ trẻ hóa đội hình. Không có đâu, bị lừa hết. Yes, chính nói xác. Nói là nói cho vui thôi. Nhưng mà thật sự khi những người phụ nữ có gia đình có con rồi, họ phải tập thay đổi mình. Trẻ lại tất cả mọi thứ, trẻ từ cuộc sống gia đình của mình, trẻ với con, trẻ với sân khấu. Bởi vì sự trẻ trung là tài sản quý giá nhất, đó là tình cảm, nhau ngửa với nhau. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Trang. Thôi cho xuống đi, cho xuống, tí nữa bạn nói nhiều lắm trên đó đó. Lúc đó rồi, em bận sao em kể sao. Nhưng mà lúc đó em muốn hỏi chị, đặt giả định ở một cái thế giới vũ trụ nào đó, chị vô tình đứng ở đó, đứng phía sau các bạn, chị nghe hết các cuộc bàn luận câu chuyện của các bạn, chị sẽ giải quyết như thế nào? Ok, điều đầu tiên, chị nói thiệt nha, chị quen với cái vấn đề này rồi. Bởi vì bây giờ, hiện tại khi mà chị ở nhà đó, là bé Gấu đã nói với chị rằng là mỗi khi mà mình nói mình muốn dạy con mình một cái chuyện gì đó, thì bé luôn nói là mẹ không có biết cái gì hết. Cái này nó mới là đúng nè, bây giờ mọi thứ là con xem ở trên YouTube nó phải như thế này, thế nọ kia. Tức là bé giống như là dạy lại chị vậy đó. Yes, cho nên là mình cảm thấy rằng là thế hệ trẻ như vậy thì là chuyện rất là bình thường, đúng không? Và bây giờ cho chị hỏi ngược em, trước khi trả lời cho chị hỏi ngược em với câu hỏi rằng là em năm nay bao nhiêu tuổi cưng? Em năm nay 26. 26 phụ hồn, chị trẻ là được cưng đó. Công nhận. Cho nên chị hỏi em, công tâm em nói thiệt đi. Em muốn mẹ em, một người ở nhà giống như chị, luôn có năng lượng, luôn tươi mới, luôn hiểu ý của em và có thể là một người bạn chia sẻ cùng với em những lúc em buồn, những lúc em cảm thấy rằng là em rối rắm trong cái cuộc sống này. Em có muốn mẹ em như vậy không? Dạ xin thưa, mẹ em là fan của chị và mẹ em giống y chang chị. Về cách ăn mặc, về mọi thứ, mẹ em là mẹ đơn thân, rất cá tính, rất sexy và mẹ em nghe Amdivan. Và mẹ em rất vui khi thấy em nhận cái đó. Đúng rồi, chính vì như vậy Minh hỏi luôn mọi người và những cái người ở độ tuổi của Minh, các bạn có muốn cái điều này không? Hay là các bạn muốn đóng cửa cái thế giới mình lại và tự cho mình là ở một cái thế hệ nào đó và mình cần phải có một cái khoảng cách, một cái hả? Một cái sự bảo tồn à? Đúng rồi. Và một cái gì đó là thế hệ của chúng tôi là phải như vậy, đúng không? Nếu mà như vậy thì thật ra mình sẽ mất cái kết nối với thế hệ trẻ và cái kết nối gần
cần nhất đó chính là những đứa con của mình. Và thêm một điều nữa là bản thân mình. Tại sao không mở cửa để thu nhập những cái điều mới mẻ để cho mình khỏe hơn, vui hơn, tươi hơn và trẻ hơn mỗi ngày? Thì đây đơn giản lắm, đó là cái điều chị nghĩ. Còn thì về vấn đề âm nhạc, mỗi một bài hát mình có thể làm nó ra nhiều cái nội dung âm nhạc khác nhau từ một bản, một văn bản melody. Mình có thể làm cái văn bản melody đó thành một cái bản trap, right? Hoặc một bản disco, một bản R&B. Cũng giống như là một người mà mình có thể khoác lên cái người đó nhiều những cái bộ trang phục khác nhau. Vậy thì nếu như bạn không hiểu rằng người đó đang mặc bộ trang phục như thế nào, hoặc là bạn không, nếu như người đó không có đúng với cái taste của bạn, thì nếu như bạn chê hay bạn dùng nhiều những cái từ mà cảm giác rằng là nó gây tổn thương cho người khác, mình tôn trọng, bởi vì cái đó là cái năng lượng mà bạn chọn, nhưng đó không phải là năng lượng mà tôi chọn. Chính vì như thế mình sẽ không buồn và để những cái điều đó làm ảnh hưởng tới cái năng lượng của mình. Đơn giản vậy thôi. Dạ, cảm ơn chị Minh rất là nhiều. Em có muốn